Tiền tài lộc phận do phúc đức, nhân quả tuần hoàn chẳng sót ai. Buôn gian bán lận đều gặp báo, treo đò chẳng đặng lẽ nào qua. Người xưa có câu mắt thần như điện, nhân gian mỗi một cọng cỏ, mỗi một hạt cát sinh ra và mất đi như thế nào đều có thần tiên đang quản, huống chi là con người. Sinh mệnh được trân quý trên thế gian vì có được nhục thân để tìm về con đường giác ngộ của sinh mệnh. Mỗi một lời nói, mỗi một hành động của con người đều có thần quan sát. Câu chuyện chúng ta sắp nghe dưới đây là một minh chứng cho điều đó và cũng là một bài học đáng suy ngẫm cho những người chèo đò đưa trẻ thơ đến bờ tri thức. Cõi âm định tội dạy học tắc trách như thế nào? Trong cuốn Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký, học giả Kỷ Hiểu Lam có kể lại một câu chuyện như sau. Vào thời nhà Thanh ở huyện Ngân có một vị thư sinh văn hay chữ tốt nhưng thi mãi vẫn không đỗ đạt. Sau này ông đành làm một thầy đồ dạy học ở nhà. Một hôm thầy đồ đổ bệnh, mơ mơ tỉnh tỉnh rồi mộng thấy mình đến một quan phủ. Nhìn kỹ thì phát hiện ra đây chính là âm gian. Lúc đó có một viên quan lại đi đến, thì ra đó là người bạn đã quá cố trước đây của ông. Thầy đồ nhìn thấy liền hỏi: "Có phải tôi thực sự bị bệnh chết rồi không?" Người bạn nói: "Thọ mệnh của ông chưa hết, nhưng lộc vận đã hết rồi, e rằng cũng sẽ mau chóng phải xuống âm gian thôi." Thầy đồ nghe vậy rất bất ngờ liền hỏi: "Tôi cả đời chỉ dạy học nuôi gia đình, lại chẳng làm tổn hại hoặc chà đạp ai, sao có thể đã hết lộc vận cơ chứ?" Người bạn ông thở dài rồi nói: "Chính vì ông đã thu tiền nhưng lại không dạy dỗ người ta tử tế nên mới ra nông nổi như thế này. Âm gian cho rằng đây chính là lãng phí lộc vận, thuộc loại không có công lao mà ăn không của người. Vì vậy đã tiêu giảm lộc vận của ông để bồi thường những lãng phí mà ông gây ra. Thế nên thọ mệnh của ông chưa hết nhưng lộc vận đã dùng hết rồi." Người xưa có dạy, người thầy vốn là một trong tam ưng, quân, sư phụ, là quan niệm được Đức Khổng Tử nêu ra từ 2.500 năm trước. Theo Đức Khổng Tử, địa vị của người thầy được nâng lên trên cả địa vị của người cha trong gia đình. Sau ông vua lại đến ông thầy, rồi sau hết mới đến người cha. Trong xã hội xưa, người dạy dỗ con mình nhiều nhất, sát nhất, cả mặt kiến thức và đạo đức chính là người thầy. Vậy mà, người thầy đồ này đã thu học phí, lại không dạy dỗ tròn trách nhiệm, làm lỡ thời gian công sức con em của người ta, là việc hệ trọng đến sinh mệnh cả một đời người. Do đó phạm lỗi này là chuyện rất nghiêm trọng. Vị thầy đồ nghe xong buồn bã tỉnh dậy. Quả nhiên bệnh tình của ông ta không có thuyên giảm, không lâu sau thì qua đời. Trước khi lâm chung, ông đã kể lại toàn bộ trải nghiệm ở âm gian để cảnh tỉnh bạn bè thân thích, chớ có lại phạm sai lầm như thế. Câu chuyện từ đó được truyền tụng cho đến tận ngày nay. Sách Dạy Con Sáng Đạo có viết: nuôi mà không dạy là lỗi người cha, dạy mà không nghiêm là lỗi người thầy, học không chuyên cần là người con xấu, noi theo người trước, xem xưa biết nay. Người xưa giảng rằng trách nhiệm của người thầy đối với trò cũng như cha đối với con. Ngoài việc truyền đạt tri thức cho trò, người thầy phải làm gương cho trò về phẩm chất đạo đức. Có như vậy, trò mới có sự tôn kính thầy, địa vị của người thầy được kính trọng cũng vì thế. Câu chuyện xưa là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho thế hệ ngày nay. Khi chủ nghĩa vô thần lên ngôi, dù làm nghề gì, người ta cũng quên mất rằng nhân quả là đạo lý bất biến. Chỉ vì tiền bạc mà đánh mất danh dự, sự tôn nghiêm của chức nghiệp, không những hủy hoại cả một đời con trẻ mà còn chắc chắn tạo nghiệp xấu cho chính mình. Nghe chuyện xưa, ngẫm chuyện nay, đúng là mắt thần như điện, không gì có thể qua mắt được trời cao.